Ngày 1 tháng 2, ngày đầu tháng, ngày đầu tháng mới. Dạ, chúng tôi xin chào tất cả mọi người. Ngày mới em chúc tất cả bà con luôn vui khỏe, cùng em thăm Huế. Đang Nam Giao. Ồ, đây ngã ba Nam Giao, bây giờ chợ hoa đã đông đầy. Giờ đây chợ Nam Giao đấy, bà con quen rồi. Bây giờ chợ hoa cũng đã có mặt đầy đủ. Cách 2 ngày đi ngang qua đây thì bây giờ hôm nay chợ hoa cũng đã về. Giờ hôm nay cũng là ngày 22 tháng chạp rồi. Thời tiết ở Huế rất đẹp. Không nhìn ngày qua sáng giờ sáng thì có sương mù. Bây giờ 8 giờ sáng thì nắng cũng đã lên cao. Đó, những chậu mai, chậu cúc đua nhau nở rộ. Vườn mai bà con tập trung ra đây để bán đó, tập hợp. Chợ hoa Nam Giao đây. Bên này, bên này, bên này, bên kia. Nhiều lắm. Dạ, về nhiệt độ thời tiết ngày hôm nay ở Huế, ngày 1 tháng 2 năm 2024, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C, và nhiệt cũng đã tăng rồi, tăng cao. Giờ đỉnh điểm khả năng đến 29 độ C đó. 12 giờ đến 23 giờ là nhiệt độ 29 độ C đó bà con. Lúc này ngoài trời thì 22 độ C. Dạ. Đây là ngã tư Tam Thai Ngư Bình Lê Ngô Cát. Còn dưới kia là Phong Bộ Châu đó. Dạ, khu vực này bà con cũng hấp chợ, chợ hoa thương lắm. Dạ. Cổ mai vàng nở rộ rồi, bung sắc. Bà con có nhiều chợ hoa, nhiều nơi để đi lựa chọn hoa, cây cảnh để về chơi và trên mọi nẻo đường luôn. Cây mai vàng chợ lớn, các vườn mai lớn người ta cũng đứng đây nhiều lắm. Và những ngày cuối năm nữa để đi mua sắm, tất bật ba bữa Tết, đến hàng lại lên. Dạ, chợ hoa ở Huế bây giờ đã đông đầy các điểm rồi đó. 22 Tết rồi. Dạ, đây là tuyến đường phố Phạm Bội Châu. Em đi từ cuối đường là đầu đường từ Đàng Nam Giao đi về thăm bà con.
thì như rẽ phải các tuyến đường ở đây là sẽ vào ngang qua chợ Trường An đó. Hoa quả tại cây bày bán rất nhiều ngày qua, bây giờ trở đi thì rất nhiều lễ cúng. Dạ. Qua ngày mai là ngày đưa tàu quân về trời nữa. Bán đủ các loài hoa lắm, chào nhà nhỏ về có trong vườn, làm vườn hoa xuân. Khu vực này là quả chợ Trường An đây, xung quanh mọi người, xung quanh chợ đó. Vậy 8 giờ sáng mà khu họp chợ đã đông đúc rồi. Liên tục luôn. Bà con thấy chờ đông đúc nhiều hàng quán ghế chứ, đông lắm đó. Ngày hôm nay là ngày bán được nhiều nhất hoa và quả này. Thì khuya này là đưa tàu quân từ 0 giờ cho đến ngày mai đó. Trường An có chờ đông đúc. Chợ hoa khắp nơi đều có hoa về bán Tết. Đây là tuyến đường Đặng Quý Tử. Không khí Tết nơi nơi đó mọi người. Dạ. Yeah. Ngày nay thì đi cũng có cảnh chỉ ngồi cảnh chờ hóa rồi dòng người đi mua sắm Tết. Đó, không khí Tết á. Cập nhật để bà con biết thêm. Để đâu đâu đi đâu cũng bắt gặp hình ảnh người đi ngược đi xuôi mua đi sắm cá. Qua cầu tàu ngày qua cầu tàu mày nghe đi bạn được lắm đó. Đường phố đông đúc ghê chứ.
Mực món thịt tha nhà nhà đều chờ để mua cho nên là hổ nó đấm rồi ăn mặc nữa sắm sửa hoa cây cảnh họ những ngày này là không khí đang ngập rồi mua sắm đi lại. Và những buổi chiều đi qua những cái nơi có hồ hoa thì sẽ kẹt đường nữa. Thì cuối tuần bà con nghỉ, bắt đầu nghỉ công việc, nghỉ làm, nghỉ Tết thì bắt đầu đi ra đường, lúc đó mới đông, kẹt xe nhiều nơi đó, kéo dài cho đến 30 Tết. À, hai bên đường nhiều cái vườn hoa bày bán Trần Phú. Trần Phú phường Phước Vĩnh. Bánh lưu đồng vào đây ra đây khu vực này có chợ Phước Vĩnh đông lắm. Kẹt xe xe xuống hàng hóa này kia trong chợ, người dòng người vô ra chợ nữa cho nên là kẹt xe đó. Hoa chà đông đầy hoa quả chưa Phước Vĩnh. Bánh chưng, bánh dày, bánh tét. Dạ, có chờ đông đúc ngày mới khác hẳn với những ngày thường đó. Vượt qua 22 Tết thì đường phố bắt đầu đông đúc nhộn nhịp, mọi người hàng hóa cũng nhiều hơn, khắp nơi đều có hoa cây cảnh bày bán. Dạ, thời tiết trời nắng ấm nữa. Huế ngày hôm nay ngày 1 tháng 2 năm 2024, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ C. Dạ, nóng đó, nóng trở lại đó đó, sau từ ngày lạnh thì Huế bây giờ đã nắng.
và cũng là những cái ngày ngày cuối tháng chạp, bà con cũng có thời cơ là ngắm để đi lại mua sắm, và dòng người đi trên đường khá đông xả hôm nay. Hy vọng bà con mọi người biết thêm về công em nha, ngày mới và em sẽ còn tiếp tục kể đến mọi người những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Dạ, còn bây giờ em xin kết thúc video. Khi xem mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế. Dạ, một lần nữa em xin chúc tất cả bà con luôn dồi dào sức khỏe, bình an. Dạ, em yêu vui, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.